Thưa quý vị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được nhiều người dân quan tâm, đặc biệt là tại đô thị đông dân như thành phố Hồ Chí Minh. Thì thời gian qua, sở và ngành liên quan đã có những công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như tăng cường về vấn đề này. Hôm nay ngày 17 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi lễ phát động về tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là công tác thường xuyên liên tục trong suốt cả năm. Không có nghĩa là tháng hành động thì chúng ta mới tập trung làm. Nhưng tháng hành động nó như một cái điểm nhấn. Chúng ta sẽ tập trung vào 3 mảng. Thứ nhất, tăng cường thanh tra kiểm tra, đặc biệt là đột xuất. Thứ hai là phòng ngừa và xử lý ngộ độc một cách kịp thời. Vì nóng thế này là dễ ngộ độc lắm. Và cái thứ ba là chúng ta phải làm sao nâng cao nhận thức người dân, tăng cường công tác tuyên truyền. Phòng an toàn thực phẩm, công ty chợ phối hợp chặt chẽ với đội chính thuộc sở an toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra kiểm tra các vựa sạp về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, cũng như con người phải có khám sức khỏe định kỳ và học tập vấn kiến thức an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Phúc Môn. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và quanh năm. Tuy nhiên, tháng 4 là thời điểm gần như nóng nhất, chuyển mùa và cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy về an toàn thực phẩm. Vì vậy, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời điểm này là điều cần thiết.